hơn đoạn tin nhắn Hà Thanh Xuân hỏi luật sư về việc phân chia tài sản sau khi vua cát coi. Mạng xã hội đang rầm rộ truyền tay nhau đoạn tin nhắn được đồng đoán là của giữa vợ mới vua cát coi Thắng Ngô và một vị luật sư khi hỏi về vấn đề phân chia tài sản sau ly hôn. Mới đây trên diễn đàn mạng xã hội với hơn 1,3 triệu thành viên bất ngờ xôn xao trước bài đăng chia sẻ hình ảnh chụp màn hình được cho là đoạn hội thoại tin nhắn giữa Hà Thanh Xuân và một vị luật sư về vấn đề phân chia tài sản khi ly hôn với dòng trạng thái gây chú ý xôn xao tin nhắn được cho là của vợ mới vua cá coi thắng ngô hỏi luật sư về việc phân chia tài sản khi ly hôn với vợ cũ trong đoạn hội thoại tài khoản có tên là thanh xuân đã nhắn rằng anh cho em hỏi luật california tài sản trước hôn nhân sẽ không liên quan đến tài sản sau hôn nhân và được vị luật sư này giải đáp thắc mắc một cách cụ thể. Sau khi đoạn hội thoại này bị lan truyền, nhiều người tin rằng đây chính là Hà Thanh Xuân. Tuy nhiên, phần lớn cộng đồng mạng đều cho rằng đây là tin nhắn giả mạo và tài khoản trên không phải là tài khoản chính chủ của Hà Thanh Xuân. Dưới phần bình luận, hầu hết dân tình đều nghi ngờ về độ chân thật và cho rằng có thể chỉ là tin giả nhằm câu view nghe mùi điêu đừng xúc phạm nghề luật sư thế chứ, chẳng có luật sư nào học luật mà lại đi chụp riêng với khách hàng thế này cả. người làm luật sẽ không ngu để chụp tin nhắn lại như vậy đâu nhé. quy định luật bảo mật thông tin khách hàng, còn đối với khách hàng muốn tư vấn chia tài sản, bên tư vấn sẽ xin số điện thoại để call tư vấn rõ vấn đề hơn, dắt mũi ai vậy? theo các bạn một người giàu thì thiếu gì tiền thuê luật sư riêng nếu một luật sư thì các bạn thấy có ai nói mà không có chứng cứ hay câu từ không chỉnh chu lịch sự không đọc như thế này mà tin được thì chịu rồi facebook bả tên hà thanh xuân mà có mấy người ở không đi pha ke chi không biết bên cạnh đó một số bộ phận cho rằng nếu đoạn hội thoại này là thật thì cũng không phải là thanh xuân đang hỏi về việc phân chia tài sản giữa ông xã với vợ cũ mà hỏi cho vấn đề chia tài sản riêng của cô hiện tại thông tin này vẫn khiến cộng đồng mạng tranh cãi gay gắt và chưa hết bàn tán về thật hư câu chuyện Hà Thanh Xuân được nhiều đồng nghiệp biết đến là có cuộc sống giàu có sung túc khi định cư và làm việc tại Mỹ. Nữ ca sĩ có bản thu âm đầu tiên khi còn là sinh viên năm 2 và ra mắt album đầu tay mang tên Ký ức dòng sông. Hà Thanh Xuân đoạt giải 4 tiếng hát truyền hình thành phố năm 2005. Nữ ca sĩ từ đó nổi lên như một giọng ca truyện vọng ở lĩnh vực nhạc trữ tình ở các sân khấu phía Nam. Năm 2010, giọng ca sinh năm 1988 cùng gia đình sang Mỹ định cư và phát triển sự nghiệp. Khác với đồng nghiệp, Hà Thanh Xuân có đời tư kính tiếng, cô ít tải khoảnh khắc đời sống trên trang cá nhân. Dù vậy, nữ ca sĩ được nhiều đồng nghiệp, người trong nghề biết đến, có cuộc sống giàu có sung túc khi định cư và làm việc tại xứ người. Nhờ khả năng tích góp sau nhiều năm đi hát, Hà Thanh Xuân hiện sở hữu tài sản đáng nể. Cô từng chia sẻ đang ở trong căn biệt thự rộng hàng trăm mét vuông tại Mỹ với vườn tược tiện nghi đầy đủ trong một đoạn clip được chia sẻ hà thanh xuân cho biết cô không ngại chi tiền để thiết kế sân vườn để vừa làm nơi thư giãn vừa để tập nhạc cho chính mình hà thanh xuân cho biết mối quan hệ tình cảm giữa cô và vua các gói thắng ngô đã chính thức kết thúc sau thời gian ngắn bên cạnh nhau nữ ca sĩ khẳng định cả hai chưa từng đăng ký kết hôn và cuộc hôn nhân của cô đã chấm dứt cách đây một năm Hà Thanh Xuân nói điều cô ưu tiên hiện tại chính là âm nhạc và khán giả. Nữ ca sĩ hy vọng người hâm mộ vẫn yêu thương và tôn trọng chuyện riêng tư của cô, nhất là sự đổ vỡ trong cuộc hôn nhân vừa qua.